Gặp con Leona thanh tẩy như thế nào thì hợp lý anh ơi, nó e vào tẩy liền hay đợi nó quy nhiều CC quá. Phải tùy tùy tình huống á, với tùy mình chơi con gì á. Ví dụ như mình chơi Xayah đi thì vô combat á nó lát e mình á thì mình tẩy mình gờ luôn, tẩy gờ chứ đừng tẩy lát. Kiểu mình tẩy xong mình gờ luôn thì mình né hết chiêu. Còn ví dụ như mình chơi những con như là Zenith á thì nó e vô thì mấy ông nên 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 đợi nó quy hoặc gờ mấy ông mới tẩy. Tại vì nó e vô mà mấy ông tẩy thì nó sẽ bòi thêm cái quy mấy ông giữ bị tụi nó. Tùy con á. Nếu như mình chơi những con có chiêu lướt thì mình bấm tẩy chứ. Kiểu tẩy xong lướt liền là nó sẽ không quy được hay nó sẽ không gờ. Còn mình không có chiêu lướt thì mình phải để cho nó quy mình mới tẩy. Hiểu không? Nói vậy hiểu không? Giờ 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 tập trung nhá, tập trung nhá. Chúng ta mãi nhãn cho anh em xem nhá. Định mệnh đã sắp tạ rồi. Từ cái nét ghi mà mới vô cho đỡ hai mạng. Ê trời ơi, quên mua bình máu trời. Quên nhìn tiền. Không lát. Không hầm máu, không lát. Sao trời ơi, sao kênh thì kênh chat này hướng nội dữ không, ít chat quá nhờ, sao ít chat quá nhờ, xử lý hay như vậy ít chat quá nhờ, lại phải nhắc nhờ, lại phải nhắc rồi không tự giác rồi. Ví dụ như cái này tôi nói thiệt nha, ví dụ như anh em kiểu thấy tôi đánh vậy quen rồi đó, kiểu tôi thấy tôi xanh hoài hay tôi BK gắt á, cái tới lúc mà tôi BK không được vậy á, trong một tình huống kia là mấy ông chơi tôi gà đúng không, thì là mấy ông đánh giá quá cao rồi đó, cái mấy ông thấy tôi không đạt được như kỳ vọng là mấy ông sẽ chơi đúng không. Mua nhầm đồ, nó không cho hoàn đồ luôn kìa, cái thần kiếm này. Ý, bà yếu xìu luôn rồi. Chấp tiền rồi. Chấp tiền rồi. Không còn dùng xong luôn rồi. Holy moly. Sao không cho hoàn do cái đồ này nó vậy á. Game này lên cái lưỡi hái với cái giả kiếm nó chùm rồi. Cuối rồi, bất tử rồi. Tự nhiên lên này luôn. Không sao, cho mình thử thách á. Rồi quýnh nó nữa, hết máu rồi, cho nó về đi, cho đỡ rồi giết nó nè. Này dạ, không cho về luôn hả? Không khen không phải là quên mà là đang bận mở banh ra donate cho Adem mà. Cảm ơn số 1 nha. Phải chứ ai cũng như được, phải chứ ai cũng được như số 1. Đúng là những ai mà số 1 thì mới làm gì được hả? Làm gì trời, làm gì trời, làm gì mà hú hồn hú vía à, làm sợ á, sợ không chết á.
Ừ, Vinh Vẹo chạy đây, Vinh Vẹo ơi, Vinh Vẹo ơi, sĩ đơ nè, đơ vẹo nè. Vinh. Vinh ơi. Holy shit, nó TV. Đừng có đá map mà. Cái đậu xanh. Chết anh em ơi, nó TP. Ôi, không để vô nên nó xanh quá vậy. Ui nó chém. Nó chém. Căng cực, căng cực, căng cực. Mạnh vậy đi. Vô nên 504 kìa. Về cái gì, cái gì. Lớn rồi bị dụ người ta lớn rồi mà bị dụ ghi đơ da sao đơ lớn rồi mà đơ bị dụ ghi đơ cộng ba lấy chuẩn biết chứ anh em ơi ai vậy đánh hay vậy gheo ra quầy lấy tiền đi gheo đánh hay vậy đúng là gheo tới một Việt Nam luôn á để năm bây giờ có tẩy phà nè phải lên chắc nó canh me mà nó lùi 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 thằng ghét để có tẩy cuốn bạn chạy đi bạn ơi tới này tới này tới nè tới nè rồi 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 không có thấu kính không có thấu kính lụm nó lụm nó lụm nó lụm nó ok mất con vậy có chị gái nha nói trước rồi đó nói rồi có chị gái mà lì quá băng lé băng lé mấy ông này bắn lé nhưng mà đâu biết cái chiêu đó đơ 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 tạo ra hơi nhiều không chứ tôi chơi mấy game kia là bắn lé à mấy ông này bắn lé đâu đâu được bắn lé này sao nhìn nữa TP ra đây luôn vậy ơi có khi nào nó ra gồng không vậy à dạ hình như mình hơi sai đấy em ơi mình phải ra giúp gồng chứ ta tự nhiên mình giờ chứ vậy hơi sai đợi đơ lên đợi nó hết lóc rồi giết nó ngon pha đẩy chắc Evelyn lên chơi mình mà mình giết nó được nó xài spell dở rồi nó xài chiêu dở rồi không biết có gì ghi đây á chứ mình Evelyn thì mình giết nó được nó có chị gai mà dạ cho nó cơ hội rồi ơi đâu có tự tam đâu đâu có tam đâu trời ơi đồ như đây mà sợ nó hết g mà một mạng hai mạng ây da lé kìa nó con gheo hất về đúng không gheo hất về á cái đúp gheo nó hất lại á chứ phải là quy chúng à anh em ơi endgame nào này bị gì vậy giỡn hoài trời ơi nhắm cho đã vô quỷ kia kẹt TP nhắm kỹ dữ chưa xong nhắm TP vậy Evelyn nè Evelyn nè Evelyn nè làm gì á người ta 17-3 ở đây mà 47 mà nhiều chuyện muốn giết người ta không à thì quá